Thưa vị, liên quan đến những hoạt động vui xuân vui Tết tại vùng Lý Đô Sài Gòn thì hiện nay Phạm Khanh đang có mặt tại công viên Garden Grove. Nơi đây sẽ diễn ra hội chợ Tết Garden Grove trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 2 2017. Và hiện giờ thì chúng tôi thấy là ban tổ chức đang chuẩn bị những cái phần dựng sân khấu cũng như là những cái lều lớn dành cho khán giả, rồi kiểu cả những cái lều nhỏ dành cho các cơ sở thương mại, và cũng có những cái lều đặc biệt là dành cho những gian hàng ăn nữa. Bên ngoài nó có những cái màn để mà che chắn rất là vệ sinh, và đặc biệt là giờ này đó, thưa quý vị, là chúng tôi thấy rằng là đã chiều thứ năm rồi mà đã cơ bản là các cái cơ sở thương mại cũng như là những nhà tổ chức, kể cả những người tổ chức về những cái trò chơi cho trẻ em cũng đã dựng xong những cái phần cơ bản để mà chuẩn bị cho cái chương trình hội chợ Tết. Trong khi ban tổ chức đang set up những cái lều và cũng như là những cái phần sân khấu chính cho chương trình hội chợ, thì chúng tôi gặp chị Khuyến, đại diện cho ban tổ chức cũng như là Hoa hậu Hạnh Lê và người bạn cũng đã có mặt ở đây để mà xem cái công việc chuẩn bị cho hội chợ Tết như thế nào. Tới bây giờ thì chị Khuyến đã có thể cho biết rằng là đã hoàn tất được bao nhiêu phần trăm công việc chuẩn bị sẵn sàng cho hội chợ Tết chưa chị? Cảm ơn Phạm Khanh và cảm ơn tất cả quý khán giả đang theo dõi đài. Thì đúng ra 2 ngày nay em cùng các amigo, amiga ở đây set up hội chợ rất là vui. Thì hôm nay là coi như là sắp xong rồi đó anh Phạm Khanh. Thì sân khấu của chúng ta đây, rồi cái cổng cũng đang dàn dựng xong, bàn thờ và các anh quân nhân đang đứng bên kia. Thì may thay là có Hạnh Lê đang đi đi inspector lần thứ nhì đối với cái nhóm. Thì Hạnh Lê tới đây coi hội chợ làm sao, tại vì si muốn đâu đó cho nó đàng hoàng để cổ bước lên cho nó đẹp một chút. Thành ra cảm ơn Hạnh Lê đã tới đây. Thì thay mặt cho ban tổ chức hội chợ xin kính mời đồng bào hãy đến tham dự hội chợ rất là đông đủ, vì năm nay có nhiều gian hàng rất là thực phẩm rất là ngon, và những gian hàng game display nhiều đồ tặng phẩm của các nhà bảo trợ. Rồi trong đó đó thì lồng vào một cái chương trình văn nghệ rất là lớn suốt từ sáng ngày thứ bảy cho tới chiều thứ bảy, cũng như sáng chủ nhật tới chiều chủ nhật, rất là đông. Và anh Phạm Khanh, đặc biệt ở đây chúng ta có một cái lều rất là lớn, hai cái lều đôi, đồng bào của chúng ta ngồi đây coi văn nghệ rất là ấm áp, và những cái lều thực phẩm cho chúng ta ngồi ăn cũng rất là ấm. Và những gian hàng ở đây là những gian hàng đồ ăn rất là đặc biệt, rất là ngon của những nhà hàng professional đưa đến đây để làm. Thì hy vọng năm nay hội chợ của chúng ta phục vụ cho đồng bào rất là tốt trong những cái chương trình ăn uống, cũng như chương trình văn nghệ, cũng như là nhất là các cuộc thi thiếu nhi ngày chủ nhật, mời bà con phụ huynh đưa con em đến để mà tham dự cái chương trình thi của thiếu nhi. Năm nay nhất là con gái của anh Phạm Khanh cũng như là lo chương trình này đó anh. Thì đã mời em rồi, có nhờ em MC cho chương trình. Và chương trình thi Hoa hậu thì cũng có MC Hạnh Lê, vừa là Hoa hậu vừa là MC, cùng với Đỗ Thanh, Thúy Hằng. Thì chương trình thi Hoa hậu năm nay rất là đông và vui lắm đó anh. Annie đang ráo riết chuẩn bị cho các cô và đang vô những cái tặng phẩm của các nhà bảo trợ gửi đến để mà tặng các cô khi bước lên sân khấu, là có những món quà từ 200 đồng trở lên. Hạnh Lê cũng đã tham dự nhiều cái chương trình hội chợ Tết đó, thì thấy hội chợ Tết kỳ này là như thế nào? Wow, anh Phạm Khanh, Hạnh Lê vừa mới bước vô là đã thấy hai cái tent rất là lớn rồi. Thì phải nói là rất là hoành tráng. Chị Khuyến ơi, năm nay là quý vị phải nhớ đến hội chợ Tết Garden Grove, bởi vì quý vị sẽ thấy tất cả những cái gian hàng đã bắt đầu sắp xếp lên hết rồi. Và đặc biệt là hai cái tent này sẽ chứa được rất là nhiều người ở đây. Và những cái quà tặng mà chị Khuyến cũng vừa mới nói, rồi Hạnh Lê đi một vòng thì thấy các chú quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang chuẩn bị sắp xếp, và các chú cũng có nói là mình sẽ có một chiếc trực xăng sẽ được display ở ngay chỗ cái cổng đi vào. Thì phải nói là cái hội chợ này mình chưa có xong hết, nhưng mà mình cảm thấy là nó rất là excited. Và quý vị phải đến với cái hội chợ Tết Garden Grove năm nay để nhận những cái quà lì xì, cũng như là rất là nhiều những cái gian hàng đồ ăn ở đây sẽ rất là vui, thưa quý vị. Và tiếp theo lời của Hạnh Lê, chúc em nói nha. Tiếp theo lời của Hạnh Lê thì đặc biệt ngày chủ nhật kỳ này có hội nhiếp ảnh đã đưa làm một cái show trong cái chương trình của hội chợ chúng ta. Cái show đó được tổ chức tại cái làng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thì cái show này là big show đó anh Phạm Khanh. Hàng năm thì mấy anh chị em làm ở những cái
chùa hoặc là những cái phạt rất là lớn. Nhưng mà năm nay nghe hội chợ này thì mấy anh delay lại để mà tổ chức trong này get together vui với hội chợ Tết của 2017 chúng ta. Thì hy vọng rằng bà con đưa gia đình, người thân của mình, nhất là con em của mình đến để tham dự một cái hội chợ rất là tưng bừng như thế này và bảo đảm cái sự ấm áp cũng như sự đầy đủ của hội chợ gửi đến để phục vụ cho bà con. Thật tình mà nói, làm ở đây á, tiền được hay không là cái chuyện khác. Thì có gì thì chúng ta lấy tiền nước mía bỏ vô. Còn cái chuyện thành công của hội chợ là một cái vấn đề rất là quan trọng của tổ chức của chúng tôi để cho phục vụ bà con cho đầy ý nghĩa của những ngày xuân. Và thay mặt ban tổ chức hội chợ cũng gửi lời cảm ơn tất cả những nhà bảo trợ đã giúp cho hội chợ một cái phương tiện để mà tổ chức được hoành tráng như thế này, cũng như một sự bảo trợ của Hạnh Lê cũng là một cái góp một cái phần cho hội chợ của chúng ta càng lớn mạnh thêm, cũng như là bảo trợ của các hoa hậu Bích Liên, rồi nhà hàng Majesty, nhà hàng bánh xèo Thanh Hà, rồi cũng như là nhất là cái bảo trợ của Hustler năm nay rất là lớn. Thì nhờ đó mà chúng ta bù thêm tiền vào với nước mía Vĩnh Đông để dựng một cái hội chợ rất là lớn như thế này. Và xin cảm ơn đồng bào. Hãy còn có 2 ngày nữa thôi. Ngày hôm nay là thứ 5, thứ 6, thứ 7 là chương trình. Nhất là cái chương trình ceremony của chúng ta rất là lớn. Và bên cạnh một em là đệ tử của Hạnh Lê đã theo sát với tổ chức hội chợ năm nay, em có đôi lời cùng đồng bào để mời đồng bào đến đây. Dạ, em xin cảm ơn cô Khuyến và cũng xin gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình. Dạ, kính thưa quý vị, cái hội chợ Tết năm nay hứa hẹn rất là nhiều điều vui, giống như quý vị đã vừa nghe cô Khuyến là một trong người đại diện trong ban tổ chức và chị Hạnh Lê, chủ nhân của OC Capital Realty vừa mới trình bày đến quý vị. Có rất là em thấy ở đây là các anh chị làm việc ai cũng hăng say hết, có thể là mệt nhưng mà niềm vui chắc chắn sẽ được nhân lên rất là nhiều lần thưa quý vị. Hội chợ Tết năm nay có nhiều gian hàng nè, văn nghệ rồi thực phẩm rồi những quà tặng nhiều lắm quý vị ơi. Nên quý vị hãy mau mau chuẩn bị thu xếp mọi việc để đưa người thân, gia đình, bạn bè mình đến cùng góp một bàn tay duy trì văn hóa của người Việt hải ngoại chúng ta. Làm tạo dựng lên một cái gọi là hào khí và một cái biểu tượng rất là đẹp cho những người lính Cộng Hòa. Thì cái đẹp này là cái đẹp chung cho mọi người, và đồng thời khu triển lãm thì với một cái trách nhiệm khu triển lãm và làm cho đúng, cho đẹp và có cái sống động trong cái việc trưng bày triển lãm nữa. Ở trong này thì sẽ có những cái chuyện như vậy. Chúng tôi sẽ triển lãm thứ nhất là quân kỳ của tất cả đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai là sẽ triển lãm khoảng 100 cái poster loại lớn cho tất cả những đơn vị hải quân, không quân, bộ binh, địa phương quân, người nhái, hải kích. Thì khoảng 100 một cái poster lớn như vậy. Và đồng thời là tổng cộng là 46 cái mannequin của tất cả những quân nhân phục vụ trong quân lực. Quần áo tiểu lễ, đại lễ, đồ trận. Rồi những cái trang phục thêm đó là beret, rồi nón lưỡi chai. Và đồng thời một cái chuyện rất là vui nữa là tôi đã được yểm trợ để mang một chiếc trực thăng UH-1 mà hồi xưa anh em nhảy toán cũng như là tất cả anh em bộ binh nhảy dù biệt động quân đã từng sử dụng qua. Thì như vậy cái trực thăng này đó là một cái biểu tượng rất là đẹp của tất cả những thanh niên thời loạn. Và anh em chúng tôi người nào cũng có dịp rồi xài qua, nhất là tôi là đơn vị trinh sát nữa thì chúng tôi thải trực thăng rất là nhiều. Thì tôi cũng cố gắng mang cái một cái symbolic rất là đẹp về để mà trình để có thể mà trình bày với tất cả mọi người ở đây. Thì chưa tôi đã vừa nói qua là cuộc triển lãm này là mang lên, nói lên một cái đẹp, một cái biểu tượng rất là đẹp, không những là về cái hình dáng mà về cái nội dung của cái cuộc triển lãm này nữa. Nó nói về cái lòng vì dân, vì nước, và đồng thời có những cái chuyện hy sinh cực khổ vô cùng
mặc dù là xa quê ở bên Bỉ này là đầy đủ, không thiếu một cái gì hết, nhưng mà không thể nào quên được cái dĩ vãng xưa của mình. À, đây là cái banner của cái sân khấu sẽ được đưa lên tuốt trên cao trên kia, để cho sân khấu thật là cao và cũng là rộng, để cho các xướng ngôn viên cũng như là các cuộc thi và các chương trình văn nghệ, ca sĩ có thể dễ dàng để mà trình diễn tại đây. Và cũng xin nhắc quý vị luôn là sau khi mà quý vị xem diễn hành ở trên đường Bô Sa kết thúc lúc 12 giờ trưa thì xin mời quý vị đến ngay cái hội chợ Tết tại Garden Grove, vì cái chương trình mà khai mạc sẽ diễn ra khoảng 12 giờ rưỡi. Thành ra quý vị đến càng sớm càng tốt để mà chúng ta có được cái chỗ tốt tham dự vào cái chương trình khai mạc hội chợ Tết tại thành phố Garden Grove.